Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ hai xã Nam Dương, Bình Minh xin được gửi kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đến từ một nơi thờ phụng tri ân công đức của nhân dân địa phương hai xã đối với Đức Long Kiều, Minh Thánh Kiều Công Hãn. Ngài đã có công suốt môn nghệ Nam Dương huyện Nam Trực tỉnh Nam Định là di tích có giá trị tiêu biểu về lịch sử và kiến trúc nghệ thuật, đồng bào văn hóa xếp hạng cấp quốc gia vào năm 1962 tập thể trở lại với kênh YouTube Dini là đây nghệ thuật vòng sống của trung tâm nghệ thuật Siêu Nam. Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chuyên mục lễ hội và du lịch. Và như thường lệ hàng năm, Dini là đây lại trở lại với chương trình lễ hội truyền thống Đền Dini năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội truyền thống Đền Dini được tổ chức vào ngày 10, 8, 9, 10 tháng 12 âm lịch năm 2023 Quý Mão. Còn như thường năm, hôm nay chúng ta đã có mặt ở đêm 9 tháng 12 năm 2023. Bởi vì các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng lễ hội vào buổi tối ngày 9 âm lịch năm 2023. Và tiếp ngày mai sẽ là ngày 10. Ngày 10 chính là ngày chính kỵ, chính hội. Có những chương trình rước kiệu và lễ hội đặc sắc và phần lễ văn hội.
Quý vị các bạn muốn tìm hiểu về lễ hội truyền thống Đền Xin ngụ tại thôn Triền, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định, quý vị các bạn hãy trở lại kênh Đi Ninh Tuyên Nghệ Thuật Đời Sống của kênh mà mình đã làm các video về truyền thống lễ hội Đền Xin và các năm ngoái như năm kia. Các bạn có thể quay lại kênh để xem về sự tích huyền tích ra đời, tại sao lại có đền Xin này và đền Xin đang thờ vị vua nào và tướng nào. Mời quý vị và bạn đã trở lại kênh để xem lại những clip của năm ngoái. Xin mời quý vị và bạn. Và ngay lại bây giờ, xin mời quý vị và bạn hãy theo chân GNRT, chúng ta hãy cùng hòa nhịp vào chương trình lễ hội vào đêm mùng 9 âm lịch tháng 12 Quý Mão. Xin mời quý vị và bạn, chúng ta hãy cùng thưởng thức chương trình văn nghệ, chương trình nghệ thuật, có những chương trình đặc sắc như lễ chèo tuồng cổ và lễ hội âm nhạc vào trong đêm. Xin mời quý vị và bạn hãy theo chân GNRT tiến vào trong đền Xin để chúng ta cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật cũng như là thăm lại ngôi đền Xin năm 2023 có gì khác so với những năm khác. Xin mời quý vị và bạn chúng ta cùng theo dõi. Và đường bây giờ rất là đông vui và đó, có rất là nhiều thanh nam nữ tú đang ở đây. Chào các bạn. Chào bạn. Xin chào. Chào bạn. Ở đây có ăn ba ba này. Đùa ba ba chuột chuột. Chuột bạch. Rất nhiều các loại mặt hàng như hàng năm. Chúng ta có thể thấy được rất nhiều các loại mặt hàng xung quanh trước cổng đền vào. Ngoài đường rất là đông quý vị và bạn ạ. Chúng ta hãy cùng tiến sâu vào trong đền để có thể chiêm ngưỡng được chiếc đền Xin. Có thể tưởng ngoạn được tận mắt đền Xin như thế nào. Thưa bạn, tôi đang tiến sâu vào trong lễ hội thì trong ngoài đường bây giờ mật độ người các du khách trở về lễ hội rất là đông. Đấy, quý vị và bạn có thể nhìn thấy mật độ người rất là đông. Tôi phải quý vị và bạn, chúng ta trở về phía trong đền và chúng ta sẽ xem chương trình nghệ thuật buổi tối ngày 19 ngày hôm nay. Quý vị và bạn có thể thấy là trên mặt đường vào phía lễ hội rất là nhiều các mặt hàng quả lăn như này. Năm nào cũng thế và lễ hội nào cũng như vậy. Và rất là nhiều anh nam nữ tú đang đây, rất là xinh đẹp các bạn ạ. Các bạn cũng rất là xinh đẹp luôn. Quý vị các bạn có thể thấy mật độ người rất là đông và tôi có vẻ chân vào trong lễ hội chứ. Chúng ta sẽ ra chương trình xem chương trình nghệ thuật với biểu diễn văn nghệ của tất cả các thôn bản này. Sau đó chúng ta sẽ cùng vào chiêm ngưỡng đền Xin vào tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục vào chương trình nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật trước. Sau đó chúng ta sẽ ra vào quay. Tôi sẽ vào quay chiếc đền Xin. Đây là một huyền tích hàng năm lịch sử. Có hàng năm ở đây. Cho các bạn có thể chiêm ngưỡng. Nghe đài báo.
xin kính chào bà con cô bác đây. Và đâu đó đan nát chúng ta sẽ toàn nhìn thấy những cửa hàng bán thực phẩm ở bên đường thôi. Và đây là đường vào cổng chính của đền Dinh Đồng, mặt độ người vẫn rất là đông. Bây giờ chúng ta cùng theo thân Ginette, chúng ta trở về với chương trình nghệ thuật về bên trong sân đền. Và lát nữa chúng ta sẽ trở lại với sân đền chính thức của đền Dinh năm nay, để chúng ta cầu nguyện được hoàn được ngôi đền huyền tích ngàn năm với cây đa giếng nước sân đền đây. Và chúng ta sẽ trở lại về trong đền ngay bây giờ. Hương trầm này thơm ngát quá. Mật độ người trong đây chính là cửa đền Dinh rồi các bạn ạ, nhưng mật độ người rất là đông. Phía trước mặt tôi đây chính là cây đa huyền tích ngàn năm. Cây đa này gắn liền với sự tích của tướng công Kiều Trung Hãn, chính là vị tướng quân được thờ trong chiếc đền Dinh này. Bây giờ bạn có thể tìm hiểu trên kênh của GINIAT Nghệ thuật Đoàn Sống của Trung tâm Nghệ thuật Nam. Các bạn có thể quay lại kênh để có thể tìm hiểu được. Chào các bạn, chào các bé. Chào các bạn. Các bạn ơi, ở ngoài cửa đây có thể dịch vụ xem bói, xem chỉ tay. Không biết nào, nhưng mà đây là một trong những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, cũng như ở nước châu Á vẫn có. Đặc biệt là ở nước Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn có dịch vụ xem bói như này. Đây này. Đây những bạn thiếu niên đang ngồi đây, nhưng không biết thế nào. Các bạn, tôi đang đứng tại sân đền đây. Quý vị bạn, đây chính là đền Dinh đấy. Đây chính là cửa chính của sân đền. Đây là sân khấu chính thức và sẽ tổ chức vào sáng ngày mai, ngày 10 tháng 12 âm lịch chính kỵ, là ngày hội chính thức. Ở đây sẽ tổ chức những chương trình lễ hội rước kiệu và bên trong đền sân bên trong. Và bên ngoài này sẽ tổ chức lễ khai mạc và lễ tế lữ quan và lam quan cho từng cơ sở rước kiệu đến để có thể tổ chức lễ. Và tôi có thể thành kính lễ bái tại ngài ở đây. Đây chính là đền thờ và nơi thờ chính thức của tướng quân Kiều Công Hãn. Vì các bạn có thể trở lại kênh của GINIAT Nghệ thuật Cuộc Sống của Trung tâm Nghệ thuật Nam để có thể xem dõi được tại sao đền Dinh này lại thờ tướng quân Kiều Công Hãn và di tích lịch sử ngàn năm như nào và sự tích như nào. Ý bạn hãy trở lại với kênh để tìm lại với tiêu đề là lễ hội truyền thống đền Dinh mà năm ngoái năm kia GINIAT đã đều đăng. Mời vị bạn đã trở lại kênh để xem tìm hiểu tại sao lại có đền Dinh như thế này. Bên phía trong chính là khu vui chơi thiếu nhi các bạn ạ. Đây là khu vui chơi của áp bé thiếu nhi. Ban ngày chiếc sân này sẽ tổ chức các chương trình về phần hội, đó như là chọi gà, chọi trâu, tổ tôm điếm, vân vân, hay là cờ tướng. Đây có cả dịch vụ lễ tô tượng của các bé nữa này. Đó, chưa có bé nào tô cả. Bên trên có bé tô này. Đây các bé đang tô tượng này. Đây các bé đang tô tượng, các em bé xinh xinh đang tô tượng này. Đây nữa này. Đây bé tô tượng gì đây? À robot à? À tượng này phải mua rồi em. Hả? À mua tô xong được là mang về không? Bao nhiêu một chiếc?
Hả? À, em vẽ được con nào chưa? Em gái lớn không vẽ à? Em bé xinh xinh bên này. Đây em bé bên này vẽ. Úi dồi, sao này vẽ tóc màu này. À đây, đây bé gái áo đen này đang vẽ bé rồng. Bé rồng chính là linh vật của năm Giáp Thìn năm nay. Đó. Các bạn vào chốt đường này. Dạ bao nhiêu? Chào bác bé. Tao ngại đấy. Ông bé chạy hết rồi. Tôi muốn quay các bạn nữa. Bác bé nó quen mà chạy hết rồi các bạn ạ. Tao vui thật này. Bây giờ tôi sẽ dẫn quý vị và bạn vào bên trong phía trong đền và đây đó là nơi sân mà chính thức ngày mai sẽ để kiệu nước lễ của các thương sở ở bên trong sân. Vì các bạn hãy vào bên trong sân để tham quan và đây chính là nơi thờ chính thức của đại tướng quân Kiều Công Hãn ở trong này. Ở đây có sẽ có hầm mộ của ngài bên trong. Ố, cao quá nhỉ? Vì các bạn chúng ta cùng vào thăm ngôi đền chính thức và đây chính là nơi thờ tướng quân Kiều Công Hãn. Oh. Đúng rồi. Mấy bé này cứ bảo là tìm trang YouTube của mình để đăng ký các bạn ạ. TV. Ngôi đền buổi tối trang hoàng điện rất là đẹp. Và đây là chính là sân chính thức của sân đền của tướng quân Kiều Công Hãn, bên trong chính là hầm mộ của ngài. Không biết chúng ta có được vào hay không. Nơi sân này ngày mai sẽ để những đoàn kiệu rước lễ từng cơ sở sẽ bày kiệu tại đây. Và đây chính là kiệu cá Hoàng Tổng. Vì các bạn muốn tìm hiểu tại sao ở đền Jin lại thờ và lại cúng lễ các kiệu cá chấm thì các bạn trở lại kênh JinAD Nghệ Thuật Cuộc Sống. Chúng ta trở lại để tìm hiểu xem tại sao đền Jin lại có lễ kiệu cá chấm như này. Đây cá chấm đen các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cá chấm đen này của Hàng Tổng. Hàng Tổng chính là những hàng gọi là gì nhỉ? Gọi là nơi chính thức. Chào các bạn nhé. Ở đây các bé đang trả tiền. Bé, tại sao bé này bỏ tiền trong đó? Hả? Tại sao em này bỏ tiền trong đấy? Các bạn, về tục trả tiền với đây thì các bạn có thể hiểu là người dân muốn cầu mong sự may mắn thành công nên người ta bỏ tiền vào trong này. Và trong mỗi cậu cá đều có những đồng tiền lẻ như thế này thôi. Đấy. Người dân đã bỏ rất là nhiều tiền rồi. Ngày mai có thể các bạn có thể nhìn thấy được những kiệu cá từng cơ sở có thể hơn 10 kiệu cá. Di Linh. Vậy các bạn chúng ta trở về bên trong phía đền. Đây là nơi thờ chính thức của tướng quân Kiều Công Hãn. Chào các bạn. Đây là dân đang cúng lễ ở bên ngoài quán đền. Có bày một ban thờ để dân vào lễ các bạn ạ. Đây là nơi tâm linh các vị bạn. Tôi xin phép để nói bé. Thì các bạn đây chính là nơi thờ chính thức của đại tướng quân Kiều Công Hãn. Bên trong là chính là hầm mộ của ngài. Không biết chúng ta có được vào à đây. Được vào đây. Ôi cửa cao quá các bạn ạ. Ngoài đây là chính là ngôi hoàng bào của ngài. Là mô Di Phật ạ. Đấy. Ngài cho phép con được mạn phép quay chương trình. Có gì thiếu sót thì ngài được cứu bỏ qua cho con ạ. Nam mô Di Phật. Các bạn tôi vừa xin phép. Dù gì cũng là nơi tâm linh nên là tôi sẽ xin phép. Tôi sẽ làm lễ thành kính ngài tại đây để tỏ lòng thành kính với ngài. Ngài cho phép con được quay.
có gì sót xin ngài được vượt qua con. Năm mươi phần con là vũ trung niêm sống mới thôn thoát à, xong rồi vì bạn ạ, tôi cần đông đông, bây giờ tôi sẽ ra đây. Ở đây rất là nhiều người đang cấn, tôi sẽ nhường lại lời cho họ. Địa bạn đây chính là nơi hầm mộ chính thức của tướng quân. Đây, bên trong này chính là hầm mộ của ngài, bên dưới đấy. Đây này. Bên dưới đấy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tảng đá chính là nơi hầm mộ của ngài đấy. Đây là bàn thờ bên trong này. Đấy, người dân đang vào đây để cung bái ở trong này này. Đấy, bên trên chính là tượng này. Tượng một ngày. Có thể chiêm ngưỡng được dung nhan. Ồ, khó nhìn quá. Đó, các bạn nói để mờ nhìn thấy được chiêm ngưỡng dung nhan này qua bức tượng. Bên dưới là hầm mộ đó. Đây, bên dưới chính là hầm mộ. Tối quá. Đây, bạn, đây chính là hầm mộ này. Đây là nơi mất của ngài đấy. Ngày xưa theo sử tích đây chính là một nấm đất mà ngài đã nằm mất ở trên này. Nên là người dân đã lập mộ ở đây. Và sau bây giờ là 50 phần. Bây giờ đã chính nằm thành nơi thờ chính thức của ngài ở đây rồi. Đấy, một bạn học sinh đang vào nhỉ. vì điều kiện ánh sáng hơi tối nên là có thể không nhìn rõ được hầm mộ của ngài, nhưng mà tôi sẽ quay qua mà. Đấy, các bạn lắp bằng đá, tôi không biết là đá thật hay là đá gạch, đá gạch men. Đây chính là nơi mà ngài đã mất, mà người dân đã lập lên ngôi mộ này. Ngày xưa theo tôi tích là ngài đã nằm trên nấm mộ này, à nằm đất, ngày xưa là nằm đất ở gốc. Các bạn có thể chiêm ngưỡng được dung nhan của tướng quân Kiều Công Hãn đó, qua bức tượng. Đấy, hơi khó nhìn. Khó nhìn tí. Ở đây rất nhiều các bạn học sinh đang vào. Đấy. Đó. Đây là lòng giống như kiểu cái lỗ giống lối thờ thượng sàng hạ mộ nhỉ. Đúng rồi, đây là ngày xưa là nắm đất đấy. Nắm đất mà ngài nằm lên đấy. Thượng sàng hạ mộ giống như kiểu bọn ở trên mạng Sơn Tây. À đấy. Không, em đọc sử tích là ngày xưa là ngài mất ở đây. Đúng rồi. Trên nắm đất. Người dân mới xây mộ lên. Đó. Tướng quân bằng đấy là bằng gì anh nhỉ? Gõ vào đấy. Gỗ đấy. Gỗ đấy, người dân đang vào để có thể thắp hương vào bên trong chiếc hoàng bào của ngài. Đấy, rất là trang trọng và lịch sự, rất đẹp. Ngày mai các bạn có thể nhìn thấy được các kiệu cá, các kiệu lễ mà các cỗ bày bên ngoài phía sân bên này. Ngày mai tôi sẽ quay và tôi sẽ làm hai chiếc video gửi lên, vì các bạn nhớ xem nhé. Đấy, chào bé. Ủa ôi, cao quá. Đây là dân đăng lễ ở bên ngoài. Bên ngoài có một đấy, tổ chức một ban thờ bên ngoài để người dân có thể lễ bên ngoài. Trực tiếp bên ngoài không thể vào bên trong được, tại vì bên trong rất là bé. Có thể đảm bảo sự tôn nghiêm của ngôi đền nên là dân có thể lễ ở bên ngoài. Đây là ban tổ chức, nhà đền đã tổ chức cho dân lễ bên ngoài. Đấy, có một bé đang bỏ tiền vào trong kiệu cá. Đấy, người dân bỏ tiền vào trong kiệu cá các bạn ạ. Đấy, thấy chưa? Và các người cá họ bỏ tiền trong đó để chắc là để đây là để cầu may mắn đấy các bạn. Đây bé, tại sao bé lại bỏ tiền vào trong kiệu cá, tại sao ông biết không? À, theo như tôi hiểu thì các bé chỉ biết là theo bố mẹ bảo là bỏ tiền vào thôi, nhưng chắc là các bạn không biết được tại sao phải bỏ tiền. Các bạn, tôi nghe nói thắng đã có chương trình nghệ thuật về chương trình trèo cổ rồi. Trèo cổ đây là một loại hình nghệ thuật đặc sắc của miền Bắc miền Nam.
Bây giờ chúng ta trở về với sân khấu của chương trình để xem chương trình nghệ thuật về lễ chập cổ này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ra phía chính của sân khấu. Ồ, đẹp quá. Đèn này, buổi tối đẹp lung linh. Ồ. Bây giờ chúng ta cùng ra thôi. Ngoài này có thể còn bán các loại sách, báo chí. Đây là những cuốn tử vi các bạn ạ. Đây, toàn tử vi thôi. Xung quanh ngoài chính sân đền này toàn các thầy bói toán nên là tất cả đều bán các cuốn liên quan đến bói toán như tử vi. Đây, các bạn nữ sinh là này là rất là xinh đẹp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra trở lại với sân khấu chính thức để xem chương trình nghệ thuật. Có lẽ là tôi sẽ quay vào video thứ hai các bạn ạ. Tại vì thời lượng của chương trình video mà tôi đã cài đặt chỉ có 30 phút thôi các bạn ạ. Bây giờ đã được 26 phút rồi. Sắp được 30 phút rồi. Các bạn hãy chuyển sang video tiếp theo, video thứ hai để có thể chiêm ngưỡng được chương trình nghệ thuật đặc sắc của các cơ sở. Tối nay sẽ diễn tại đây với các chương trình như là chèo cổ, chương trình văn nghệ, ca nhạc đặc sắc, múa dân gian truyền thống hiện đại rất là đặc sắc mà tôi sẽ chuẩn bị ra tự hiện quay trực tiếp chương trình. Các bạn hãy chuyển sang video tiếp theo, video thứ hai mà tôi sẽ để link ngay tại dưới video clip này. Các bạn nhớ nhé. Đấy, rất nhiều các bạn nữ sinh rất xinh đẹp. Các hàng hoa bạn ở ngoài sân đền này chỉ em nữ sinh học sinh là thích món này thôi các bạn ạ. Thế chưa tính là sân khấu, bây giờ ra cũng tiến sâu vào, tôi dự đoán là rất là đông người ra ở đây, không biết tôi có vào được không đây, rất đông người các bạn ạ. Ở đây có trò chơi đu quay này, đấy rất là vui ạ. Trò chơi đu quay ở lễ hội nào cũng có các bạn ạ. Đây chúng ta cùng vào bên trong, không biết có vào được không. Ở rất là đông người các bạn ạ. Đấy, ôi chết rồi, ngã. Ôi, không sao. Một bé bị ngã, phanh chưa kịp cứng đang bị ngã rồi. Đấy. Lên hình. Ôi hết trong để các bạn ơi, mật độ người rất là đông ạ. Không biết tôi có thể vào bên trong để xem chương trình nghệ thuật tối nay không? Các bạn ơi, sắp hết video rồi, các bạn chuyển sang video tiếp theo nhé. Các bạn chuyển sang video thứ hai mà tôi sẽ để link ngay tại dưới video này. Có thể xem được thưởng ngoạn được chương trình nghệ thuật. Ủa, đông quá các bạn ạ. Tôi sẽ cố gắng để vào. Rồi, ở đây là có dịch vụ tô tượng bên ngoài nữa này. Hầu như các bé đều thích các dịch vụ tô tượng này. Đấy. Ôi đông quá. Đây có hồ câu cá mini cho các bé. Đấy, đây là trò chơi ngay cửa đèn. Phía xa này là trò chơi cho các bé. Đa số đều là trò chơi tiêu khiển cho các bé thôi các bạn. Ôi, câu xong rồi để đổ vào các bạn. Các bạn ạ, câu xong rồi, các bé này bỏ vào, lại câu tiếp. Em bên này câu tượng kìa. Đông quá. Đây là trò chơi đu quay của các bạn ạ. Tôi thấy cả bé lớn cũng đang chơi. Đấy, rất nhiều bé lớn đang chơi chứ không phải là riêng về bé nhỏ. Các bạn ơi, có lẽ tôi sẽ cố chen vào bên trong để có thể quay được chương trình cho các bạn. Các bạn hãy chuyển sang video tiếp theo nhé. Có thể là xong hết thời lượng chương trình rồi.
Tôi sẽ cố chèm bên trong các bạn ạ. Đông lắm. Mấy bế luôn này xem nè. Tôi sẽ cố chèm bên trong. Vẫn chưa nhìn thấy sân khấu đâu cả. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hát văn là một loại hình nghệ thuật mang đậm nét tâm linh. Và để giữ vững và phát huy và truyền lửa những nét đẹp văn hóa này cho thế hệ trẻ. Ngay sau đây xin mời. Các bạn ơi, tôi đã trở về với trong các bạn ạ. Rất gần với sân khấu rồi. Các bạn ơi, hãy chuyển sang video tiếp theo nhé. Mình sẽ để link cho anh dưới video này. Các bạn đang được thưởng thức chương trình nghệ thuật tối đêm 19 tháng 12 âm lịch. Chương trình lễ hội truyền thống Trạng Đền Vi năm 2023 Quý Mão. Các bạn tôi được biết đến đây là chính là tiết mục lễ của đôi trường hàng bảy việc bạn. Chúng ta chơi rồi. Các bạn ơi, các bạn chuyển sang video tiếp theo nha. Mình sẽ để link ngay dưới video này, các bạn chuyển sang video tiếp theo để xem. Để đảm bảo các tiết mục đầu tiên thôi. Rất hay, tôi sẽ cắt video đi và tôi sẽ chuyển sang video tiếp theo. Hẹn lại quý vị và bạn trong chương trình ở video tiếp theo nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.